đây anh ơi. Có chữ. Ok anh ơi. Hello anh ơi, hello anh em. Hôm nay hiện tại đang lắp cho anh trai cái đôi cần gạt mưa của Ford Mắt. Con này là Mazda 65 anh em nhá. Chúng tôi lắp luôn. Con này là hôm qua anh đỗ ở đường bắt anh em nhá, 65. Đấy, giờ hôm nay thì mình vẫn ông anh. Như con dê của anh. Đỗ cùng địa điểm này luôn này. Không, địa điểm khác. Cũng gần đấy thôi. Gần đấy, con dê này mới bán. À. thằng này có tâm. Đúng như con dê của em. À, nó cũng đang lắp cái đôi cần gạt mưa cho anh trai nhá. Hôm qua thì anh trai cũng đỗ ở khu vực đều lấy bắt anh em nhá. Nếu mà sau khi lắp cho anh trai xong thì mình sẽ bắn keo anh em nhá. Bắn keo chống trộm luôn. Đó. Mấy con này nó ghế lấy nhá, nó ghế lấy, nó không phải là cabo ra nó ghế lấy, còn xem là cabo khó lấy lắm. Nó bảo rồi. Anh bán xe thì nhiều khách bị lắm, thì là có anh dẫn đến mà lắp. Mà hôm em tên gì nhỉ? Em tên là Đức anh ơi. Đức anh à? Vâng, Nhật Đức ạ, anh gọi Nhật Đức là được ạ. À. Anh lên gạt thử cho em phát, xem có ok cho để em đặt lại tầm. Dạ anh, bán lâu chưa anh? Rồi đi đăng ký về đây. Dạ. Rồi chửi nhau xong ok anh ạ, để mình chắc được rồi đấy. Ok chú ơi. Ok chú ơi, bắn keo chú ơi. Được rồi anh ạ, nói chung là như thế chuẩn rồi. Gạt thì gạt xịn 100% anh em nhá. Đấy, gạt căng đét luôn. Gạt con nào chết phát đấy luôn, toàn bộ cân cả chổi là gạt mới anh em nhá. Đấy, bán cho anh trai. Hả? Chưa có. Ok anh em. Cái này chỉ chống thôi. Chống anh ạ. Nói chung là nó không ăn trộm được. Còn cái này thì nó khô keo như của anh, như được đố cậy ra luôn. Anh biết mà. Đấy, anh em bắn keo xong cái cạnh này các bạn nhá. Nó chết luôn. Đó. Đây, đúng tròn này các bạn. Đấy. Đi giấy lau. Ok anh. Không, anh để tí nữa lau anh luôn. Bây giờ lau bẩn lắm. Đây nó khô xong rất cái keo ra. Chứ bây giờ lau nó bẩn nhét ra. Thế mà của anh không cho anh cái lắp mà. Có chứ anh, có mà. Đấy đâu ta? Đâu, không phải em có lắp cho anh lắp mà. Có tay nó phải lắp. Thế anh, hay là nó rơi nhỉ? Hay là nó rơi nhỉ? Nếu có nắp thì nó phải ụp xuống chứ, nó phải mất keo đi làm sao nó cũng chẳng cái mặt chứ. Thế chứ này, cái gì chứ? Nắp nào sẽ đền giải ra như vậy. Em có cái lắp này thôi, lắp này thì đang hết đấy nhỉ? Thì cứ lấy cái nắp nào đi. Nhưng mà lắp này không có được đâu anh ạ, không có được đâu. Bỏ ra về anh làm cho. Bây giờ chỉ đi sau nhá. Ok anh. bây giờ đây nó khô nhầy này, khô nhầy nó không lấy được đâu. Nó khô nhầy này, anh này nó cứng đơ này, anh này. Thế anh em bây giờ cứ thi để xem. Đây sau khi nó khô xong nó cứng đơ nhầy thì nó mà có lấy nó cậy mất tầm này 15-20 phút thì không ai đâu nó dám cậy. Nó nhanh chóng thôi, trộm là nhanh chóng khi anh đúng không? Ai nó đây khô cứng đơ này. Giờ nó rút xong về làm, rút về bắt đầu nó lại tiếp tục nó lại. Sao không làm dịch vụ chọn gói luôn anh? Thì nó bình thường đấy, thì bình thường là ông này cũng làm về xe đây rồi đâu nữa. Từ ông ấy cũng biết thế, ông thì cũng cho tiền hết mà. Cho tiền hết và cái cách làm như nào biết, và chỉ có mỗi hiện giờ luật nó thay đổi thì là đã phải chịu nhục là mẹ làm mất thời gian rồi. Thế mà bây giờ nó hành đủ thứ từ sau bắt đầu nó còn đang định bảo là phải làm lại hợp đồng mua bán lúc đầu thì đã xong rồi. Nó bảo nó còn mèo rồi. Ông này ông ấy kể ông ấy sướng, ông ấy ngã chơi luôn, chết luôn. Thế là xong chưa anh? Thế là xong chưa anh? Đấy, nó bảo là... Vậy cho con đưa giấy rồi, nhưng chắc là xong rồi. Nó bảo là
thì còn phải trao đổi với cơ quan trên kia xem có được không, nhưng chắc là nói thế để nó không lỡ thẹn với dân lúc ở đấy này, mày đến lù loạn lên ấm nghĩ ở đấy lên đang định bảo là quay cả clip sự kiện ở dưới Thanh Trì à? Thanh Trì ấy, ngày xưa là ở trên bên chỗ nước ngầm này thì ông đi làm suốt thì nhanh cũng hơi vướng gì là xuống đấy chia ra làm hai lơi, một lơi là cấp còn một lơi là rút lại phải quay lên đường láng lằng nhằng anh nhở, lằng nhằng cho cả hai bên cùng ăn cùng mẹ chia nhau ra ăn phải trưởng đôi cần này các bạn nhé, đấy bên đôi chổi đôi cần thì mình lấy chai là 750.000, hàng xịn luôn anh em nhé, cần mới và chổi mới xịn sò luôn. Cảm ơn anh hai anh trai rất là nhiều luôn. Đây hôm nọ thì mình có lắp cho chiếc xe của anh ấy đây, và hôm nay thì anh ấy dẫn một người bạn anh ấy đến. Anh ấy là chủ của một salon bán xe ô tô cũ, thì hôm nay thì anh ấy dẫn khách hàng đến, khách hàng cũng bị mất thì anh ấy tìm hiểu và anh ấy qua ủng hộ mình đây các bạn. 750.000 hàng xịn sò anh em nhá, chổi mới cần mới xịn 100% luôn. Anh em mua cần mua chổi thì nhớ qua ủng hộ mình nhá các bạn. Ok anh chạy nhá. Thank you anh. Thank you anh trai rất là nhiều luôn. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23083. Hôm nọ xe của anh ấy thì bị mất, hôm nay thì khách hàng của anh ấy mất, anh ấy tuấn qua nhà mình hộ. Cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn. Anh em về đây thì các bạn nhớ vào đúng các phụ tùng Nhật Đức giúp mình nhá. Có biển phụ tùng mũi tên này, các bạn vào đúng cái nhà phụ tùng Nhật Đức này. Đấy, biển màu vàng có mũi tên đây, các bạn vào đúng cái nhà mình nhá. Bên cạnh không phải nhà mình đâu. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.